Tiếp tục với chuyện qua chuyện này, mời quý vị cùng đến với không khí vui xuân trong những ngày đầu năm mới tại Đồng Nai. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai cho biết trong 3 ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, các khu điểm du lịch trên địa bàn Đồng Nai đón gần 90.000 lượt du khách đến tham quan giải trí. Tại một số điểm du lịch, trong ngày mùng 3 Tết, lượng khách du lịch bắt đầu tăng mạnh so với 2 ngày trước đó.